Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay CNC 3DS xin giới thiệu với các bạn bộ điều khiển cầm tay dành cho phần mềm Mac 3. Đây. Thì trên tay tôi đang là bộ điều khiển có mã là VHP04P4. Đó. Thì là bộ điều khiển này thì hỗ trợ cho điều khiển máy CNC 40. Đó. Đây. Ta mở hộp ra. Bên trong có một USB tín hiệu, một bộ điều khiển tay cầm, bộ điều khiển này thì chạy pin AA, đây một nút vặn cho tay cầm, một sách hướng dẫn, một phiếu phụ kiện và một đĩa CD. Một đĩa CD chứa mã code cho phần mềm Mac 3. Đó. Đây. Đây. Ở đây là có cổng này, nó có pin, sử dụng pin AA nên các bạn nạp pin AA vào. Đây. Có một lớp vỏ bằng nhựa để chống va đập, bảo vệ cho bộ điều khiển. Đó. Đây, các bạn lắp pin AA vào đây. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn tích hợp cái bộ điều khiển này vào cái phần mềm Mac 3. Đó. Thì đây là cái đĩa dữ liệu này. Đây, thì mình lấy dữ liệu trong cái đĩa này. Đó, trong ổ đĩa thì sẽ có một cái file dài nén. Đó, chúng ta copy ra. Đây, được copy vào ổ đĩa. Đấy, sau khi copy thì chúng ta dài nén. Đó. Vào file dài nén này. Đây. Đây, các bạn copy file Suto Pro này. Các bạn vào mục plugin trong Mac 3, các bạn paste vào. Rồi. Sau đó đây, ở trong file macro, trong dữ liệu thì các bạn sao chép 4 file này. Đây, các bạn này vào Mac 3, vào macro này, đây, vào Mac 3 min này, các bạn paste hết vào đây. Đó, như vậy là xong. Bây giờ các bạn cắm USB dữ liệu vào. Cái đĩa vào thì các bạn có thể cho ta. Sau đó các bạn cắm USB vào máy tính. Rồi. Các bạn khởi động phần mềm Mac 3 lên. Đây, đây là bảng điều khiển. Thì các bạn thấy đây, các bạn nút nguồn này. Đó. Đây, tín hiệu đã được nhận rồi. Đó. Các bạn vào phần config này. Config plugin này. Đó, các bạn vào cái dòng Suto Pro này. Bạn config này. Đó. Các bạn thấy chưa? Phần mềm đã nhận bộ điều khiển này rồi. Đó, như vậy thôi.
Thế là chúng ta đã tương thích vào được cái phần mềm rồi. Sau đây thì mình xin giới thiệu với các bạn các nút trên bảng điều khiển không dây này. Để các bạn thấy đây. Đây là thể hiện cường độ sóng này, đây đang rất là khỏe bởi vì rất là gần. Đây là dung lượng pin này. Đây là trục X này, trục Y này, trục Z này. Đây là các vị trí của trục mà máy đang nhận. Thì các bạn thấy đây, đây là nút reset này. Đó, đây là nút stop dừng lại này. Đây là start hoặc power này. Khi chương trình đang chạy này thì các bạn ấn nút này thì là máy sẽ đứng lại này. Và khi mà máy đứng lại các bạn ấn nút này thì máy lại tiếp tục hoạt động này. Còn đây là nút nguồn. Đây là nút nguồn. Đó. Còn đây là macro này, các phím thao tác này thì cái này các bạn có thể cài đặt được ở trong phần mềm MacBe. Đấy, còn ở dưới là những cái phím chức năng các bạn có thể là ấn vào FN này. Sau đó các bạn ấn vào phím này để là chạy cái phần chức năng ở cái màu cam này. Thì feed này là tốc độ chạy này, tăng này, giảm này, tốc độ chạy máy này. Còn spin đồ này là tốc độ quay của trục chính này. Tốc độ quay thì tốc độ quay tăng này, tốc độ quay giảm này. Đây, nút này là về gốc của máy. Đây. Phần này là về chiều cao an toàn của trục Z. Đây là về gốc phôi. Còn đây là tắt bật trục chính. Đây, spindle on off này. Đấy, còn đây là thăm dò trục Z thôi. Còn macro 10 này đang trống không có gì cả. Đây. Còn đây. Đây. Đây là khi các bạn là dùng để dò trục hoặc là dò gốc ấy, thì các bạn sử dụng đây. Đây là vị trí đang ở trục Z này. Đây, vị trí là trục Y, các bạn nhìn thấy này. Vị trí đang ở trục Y này. Đây, vị trí đang ở trục X này. Đây. Ngoài ra còn có thêm trục A, trục thứ tư nữa này. Trục quay A này. Đó. Đây. Còn đây, đây là phím gọi là chia các bước, ví dụ như là các bạn chọn module bước này thì là mỗi cái quay này, mỗi khoảng quay này đó, thì ví dụ tương ứng ví dụ như là các bạn chọn chế độ này thì đang là 1/1000 này, 1/1000 trên một khoảng quay này. Còn đây là 1% cho một khoảng quay này đó. Đây là 10% cho một khoảng quay này. Còn đây là một, này là 1 ly rồi đó. Còn khi mà các bạn chọn vào chế độ liên tục này, đây các bạn chọn chế độ liên tục này, đây thì là nó cứ quay thôi. Đây, ở đây là 2% của tốc độ này, 5% của tốc độ chạy không này, 10% này của tốc độ này, 30%. Đấy. Cái phần trăm này là phần trăm của tốc độ chạy dốc đấy, chạy rót đấy. Đó, còn đây là khoảng quay. Ví dụ là những cái máy to hoặc là máy khổ lớn thì là dùng cái bộ điều khiển này rất là tiện đấy. Chứ các bạn không phải ví dụ như là cầm tay quay quá dây thì dây sợ nó lằng nhằng ra, với nó vướng nó bất tiện. Cái này bạn cứ cầm thôi đó, và cái khoảng cách để bắt được tín hiệu thì rất là xa, khoảng tầm 100 mét đó. Đặc biệt là vỏ là bằng nhựa chống va đập đó. Dưới đây có lớp nam châm có thể hút trên kim loại, nên là các bạn có thể đặt lên miếng kim loại rằng là nó hút ở trên đó được, chứ không cần phải đèn nằm đó. Thì đây là bộ điều khiển không dây đó, cầm rất là gọn nhẹ chắc chắn. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt các chức năng macro
đây trên bộ điều khiển các chức năng macro từ 1 đến macro 10. Đó thì các bạn khởi động phần mềm Mac 3 lên. Đây, các bạn vào config này. Đây, các bạn vào config plugin này. Đó. Đây các bạn vào dòng Sutor Pro này. Các bạn ấn config này. Đó, thì trên đây nó có các phím trên macro này. Đây, các bạn sổ cửa sổ xuống. Đây, nó có rất nhiều lựa chọn để cho các bạn lựa chọn và cài đặt. Đó. Thì trên đây là lựa chọn macro này, lựa chọn chế độ cài đặt này. Còn đây là đi sâu vào cài đặt này. Đây tôi ví dụ nhé. Đây, các bạn ví dụ như là muốn giảm tốc độ chạy dốc đi 10% chẳng hạn. Đó. Thì đây, các bạn chọn slow dốc phần trăm up đi là tăng phần trăm. Đó ở vị trí macro 1, còn xuống phần macro number này. Đây, thì các bạn ví dụ này chọn 10% đi. Các bạn ấn 10%. Đó. Hoặc là ở phần macro 2 này. Các bạn cho tăng 10% này. Đây. Cho giảm 10% đi. Thì đây ở phần macro 2 các bạn nhập 10. Xong là ví dụ các bạn lưu lại. Đó. Vậy thì là mỗi lần các bạn ấn phím macro 1 này là nó sẽ tăng 10%. Đấy, ví dụ ấn 2 lần thì sẽ là tăng 20%. Còn ấn macro 2 là sẽ là giảm 10%. Ấn 2 lần là giảm 20%. Đấy, 3 lần, 4 lần, 5 lần. Đấy. Đấy, nó cứ giảm theo cái phần trăm mà mình đã cài đặt. Đó, thì ở đây là có 10 cái macro để cho mình chỉnh sửa, và có cái rất nhiều cái chế độ nhé. Đây, từ chế độ chạy dốc rồi chế độ quay ngược chiều. Đấy, điều chỉnh hệ in, hệ mm, nói chung là nhiều lắm. Thì các bạn sau khi mua về thì sẽ cài đặt theo cái nhu cầu sử dụng của mình thôi. Và ở đây thì mình chỉ hướng dẫn các bạn thôi. Đó. Thì video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video.